ngoài những cái tên quen thuộc của nền liên minh huyền thoại việt nam như shop levi vcf đang chứng kiến thế hệ tài năng trẻ vô cùng nhiệt huyết và bài bản không chỉ có tư duy nhạy bén và kỹ năng cá nhân xuất sắc các tài năng trẻ của vcf còn là những streamer vô cùng thân thiện và hài hước với khán giả Sugar Taki là ví dụ điển hình không chỉ chơi hỗ trợ hay anh này mới đây còn khiến hàng nghìn người xem phải bất ngờ với lịch sử tình trường vô cùng chiến tài năng trẻ Taki đang được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn. Trên sóng livestream, Taki đã tiết lộ về quá khứ tình cảm, huy hoàng hồi còn đi học. Năm lớp 8 tôi quen hot girl ở trường, xong quen nhau một buổi sáng đi chơi thì buổi tối tôi bị cắm sừng luôn, thế là ngày hôm sau chia tay luôn. Lúc đó tuổi trẻ, tưởng có bồ là hay lắm nên là đi quen thêm một cô nữa. Xong buổi tối đi ăn về tôi thấy kỳ cục quá, sáng mai tôi lại chia tay luôn vậy là hai ngày tôi chia tay hai mối tình. Taki chia sẻ trên sóng livestream. Ngay sau khi các fan nghe Taki trải lòng, rất nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng vì quá khứ huy hoàng của anh chàng này. Kinh vậy Taki ơi! Người ta vừa chơi game hay lại tán gái giỏi nữa chứ? Cứ như trai hàng bảo sao đào hoa. Ông làm vậy là tới công chuyện luôn rồi. Chưa dừng lại ở đó, Taki còn kể thêm về câu chuyện sau khi chia tay cái cô cắm sừng tôi nha, cái ngày mà tôi chia tay á, cô ấy đi ngang qua quán net của tôi đang chơi xong bị té xe. Tôi ra đứng nhìn và tôi cười. Nghiệp quật. Dám cắm sừng tôi, tưởng hot girl là ngon hả. Taki với vẻ bề ngoài ưa nhìn, cao giáo. Dù chỉ mới vừa tròn 18 tuổi thế, nhưng Taki đã làm không ít người xem phải ngỡ ngàng với tài năng của anh chàng. Đúng là tài không đợi tuổi. Vừa đẹp trai, cao giáo lại còn chơi game vô cùng xuất sắc taki làm vậy ai đỡ được đây taki ơi ảnh internet